Thưa quý vị, cùng với dưa hấu mai vàng thì khai mứt là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết. Truyền thống làm mứt Tết được những người phụ nữ trong gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Không ai bảo ai, cứ đến Tết là các mẹ, các chị, các bà lại tranh thủ làm ra các loại mứt quê thơm thảo. Đã gọi là mứt quê thì rất dân dã, đời thường. Có gì làm đó, từ sự bình dị ấy đã làm cho món mứt trở nên phong phú và mang nét đặc trưng riêng. Tận dụng cây thơm trái ngọt tại vườn nhà, và mỗi dịp Tết đến, chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng lại thỏa sức sáng tạo, làm ra nhiều loại mứt khác nhau. Món mứt tuy dân dã nhưng công đoạn làm mứt cũng khá cầu kỳ, tốn nhiều thời gian. Năm nào cũng làm hết á, năm nào như dịch cũng phải làm. Dịch cũng phải mình kiếm mình làm cho chị em đồ ăn vui, ăn mứt Tết. Năm có một lần vậy đó, chị em rồi cũng biếu đem về nhà ăn, rồi biếu bà con cô bác này nọ đó. Chủ yếu là làm mứt chùm ruột với mặn cầu với mứt me. Xưa giờ mình làm ở đây mình ăn yên tâm rồi. Cơ sơ mà phải lửa cho lớn, cái loại mứt cái me thì phải lửa cho lớn, còn chùm ruột thì phải lửa nhỏ, còn mặn cầu lửa nhỏ. Mấy cái công đoạn đó thì nó quan trọng nhất. Tết cổ truyền Việt Nam qua hành trình của thời gian đã có nhiều đổi khác, nhưng dù hiện đại hơn, tối giản hơn thì mứt Tết vẫn được biết bao thế hệ gìn giữ. Các loại mứt truyền thống đều mang hương vị tươi ngon của hoa quả và vị đường ngọt ngào. Qua bàn tay khéo léo của các chị đã trở thành món ăn mang hương vị ngày xuân và không thể thiếu vào mỗi dịp Tết đến. Cái nghề làm mứt là cái nghề truyền thống và giống như một cái đam mê vậy đó. Năm nào và nôn nao đến cái mùa Tết để mà làm. Trước hết là mình cúng ông bà tổ tiên, sau đó là mình ăn đãi khách. Cái sản phẩm mình làm ra mình biếu cho bà con, mình cũng rất vui mà bà con cũng rất là thích. Mỗi loại mứt mang một hương vị và màu sắc khác nhau, với đủ vị mặn, ngọt, chua, cay, đặc trưng như hương vị của cuộc sống hòa quyện với đất trời bốn phương. Mứt Tết không giản đơn chỉ là một món ăn chơi, hương vị ngọt ngào, mà nó chính là cầu nối cho những giây phút gia đình sum họp, hàn huyên câu chuyện của năm cũ và những dự định nguyện ước trong năm mới.